trở thành một danh thủ tầm cỡ thế giới và cựu cầu thủ của Manchester United và Real Madrid. Cristiano Ronaldo không chỉ gặt hái thành công trên sân cỏ mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hiện tại, ở tuổi 38, Ronaldo đã thu nhập đáng kể từ việc đăng tải quảng cáo trên nền tảng Instagram, với con số lên đến 2,4 triệu đô la Mỹ cho mỗi bài viết. Điều này tương đương gần 57 tỷ đồng và thể hiện sức hút phi thường của anh trên mạng xã hội. Trước đây, ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng Kylie Jenner, 25 tuổi, từng được xem là nữ hoàng của Instagram với khả năng tạo ảnh hưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Ronaldo đã vượt qua cô và giành vị trí thứ nhất trong danh sách kiếm tiền từ đăng tải quảng cáo trên nền tảng này. Cristiano Ronaldo thường hợp tác với các chuyên trang thể thao, thương hiệu chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và cả các dự án đầu tư tài chính. Với hơn 597 triệu lượt theo dõi trên Instagram, anh là người nổi tiếng có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này. Bảng xếp hạng được công bố bởi công ty HopperHQ, chuyên phân tích dữ liệu mạng xã hội. Đây là danh sách các người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền nhất từ việc đăng tải quảng cáo trên Instagram. Số tiền mà họ kiếm được từ mỗi bài viết là con số đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, và Ronaldo đã chứng tỏ mình là một trong những người nổi tiếng và ăn khách nhất trong lĩnh vực này. Ngoài Cristiano Ronaldo, danh sách này còn có sự góp mặt của danh thủ Lionel Messi với mức thu nhập ấn tượng là 1,77 triệu đô la Mỹ cho mỗi bài viết quảng cáo trên Instagram. Trở thành một danh thủ tầm cỡ thế giới và cựu cầu thủ của Manchester United và Real Madrid, Cristiano Ronaldo không chỉ gặt hái thành công trên sân cỏ mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hiện tại, ở tuổi 38, Ronaldo đã thu nhập đáng kể từ việc đăng tải quảng cáo trên nền tảng Instagram, với con số lên đến 2,4 triệu đô la Mỹ cho mỗi bài viết. Điều này tương đương gần 57 tỷ đồng và thể hiện sức hút phi thường của anh trên mạng xã hội. Trước đây, ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng Kylie Jenner, 25 tuổi, từng được xem là nữ hoàng của Instagram với khả năng tạo ảnh hưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Ronaldo đã vượt qua cô và giành vị trí thứ nhất trong danh sách kiếm tiền từ đăng tải quảng cáo trên nền tảng này. Cristiano Ronaldo thường hợp tác với các chuyên trang thể thao, thương hiệu chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và cả các dự án đầu tư tài chính. Với hơn 597 triệu lượt theo dõi trên Instagram, anh là người nổi tiếng có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này. Bảng xếp hạng được công bố bởi công ty HopperHQ, chuyên phân tích dữ liệu mạng xã hội. Đây là danh sách các người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền nhất từ việc đăng tải quảng cáo trên Instagram. Số tiền mà họ kiếm được từ mỗi bài viết là con số đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, và Ronaldo đã chứng tỏ mình là một trong những người nổi tiếng và ăn khách nhất trong lĩnh vực này. Ngoài Cristiano Ronaldo, danh sách này còn có sự góp mặt của danh thủ Lionel Messi với mức thu nhập ấn tượng là 1,77 triệu đô la Mỹ cho mỗi bài viết quảng cáo trên Instagram.